Yến Nhi lại bị so sánh kỹ năng ứng xử với Đào Hiền, quả thật cần trau dồi nhiều hơn. Hoa hậu Yến Nhi, Á hậu Đào Hiền cùng tham gia một sự kiện và được khán giả so sánh về kỹ năng phỏng vấn. Một đoạn phỏng vấn của top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 vừa được chia sẻ lại và gây ý kiến trái chiều. Cụ thể, khi tham gia một triển lãm tranh gây quỹ từ thiện hôm 28 tháng 7, Hoa hậu Yến Nhi và hai Á hậu Đào Hiền và Minh Kiên giao lưu trên thảm đỏ. Khi được hỏi về cảm nhận khi đến triển lãm, Yến Nhi bày tỏ cô biết ơn và muốn dùng sức ảnh hưởng hiện có của bản thân cũng như top 3 để lan tỏa ý nghĩa nhân văn cao đẹp của chương trình. Qua đó, ban tổ chức có thể quyên góp đủ số tiền giúp đỡ trẻ em vùng sâu, vùng xa cũng như xóa đi nạn đói, nạn dốt ở đây. Nhiều khán giả chỉ ra một số chi tiết chưa ổn trong câu trả lời của Yến Nhi, bởi lẽ lúc này cô chỉ mới đăng quang một tuần, độ phủ sóng của danh hiệu có giới hạn nhất định. Vì thế, để thừa nhận dùng sức ảnh hưởng của bản thân được cho là một phát ngôn chưa khéo léo của Yến Nhi ở hiện tại. Ngoài ra, những từ ngữ nạn đói, nạn dốt cũng chưa phù hợp trong phần chia sẻ. Trong khi đó, Á hậu Đào Thị Hiền lại có câu trả lời suôn sẻ hơn cho câu hỏi điều gì ở triển lãm khiến cô ấn tượng nhất. Người đẹp cho biết, tôi thấy có thật nhiều điều đặc biệt ở đây khi nhìn thấy bức tranh của các em nhỏ. Tôi có thể ghi những lời nhắn nhủ, bản thân tôi là người yêu hội họa cũng như thường xuyên làm thiện nguyện. Tôi xúc động và đồng cảm với những giá trị nhân văn của triển lãm. Điều này cũng là động lực cho tôi thực hiện nhiều dự án của mình trong thời gian tới. Riêng Á hậu 2 Minh Kiên cũng mắc lỗi diễn đạt dài dòng, ngập ngừng. Do vậy, khán giả dành lời khuyên cho Yến Nhi, Minh Kiên cần trau dồi thêm kỹ năng ứng xử, đọc nhiều sách để rèn luyện vốn từ để có thể hoàn thiện về phỏng vấn giống như đàn chị Đào Hiền. Huỳnh Trần Yến Nhi vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, cô 21 tuổi, quê Bình Định, cao 1m75, số đo 3 vòng 79, 59, 89, đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đào Thị Hiền sinh năm 2001, quê Nghệ An, đạt danh hiệu Á hậu 1. Hiện cô theo học Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Huỳnh Minh Kiên sinh năm 2004, cao 1m71, quê Ninh Thuận. Cô là sinh viên ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh.